Đi xuống là tan thương thật giả, còn đi lên thì nguyên vẹn. Đó. Một xe này chưa hết, chưa đủ nữa. Chở ra ngoài lộ nè. Nó mua đà Phật. Mày biết tiếng Việt trọng viên. Mày nghĩ bắn cơm chay hả? Nó bắn cơm chay, nó mướn nhà ở Cà Đăng. Ngon vậy. Nó quay mày đào đảo năm á thì nó đưa qua mình nước ngoài. Rồi tôi sửa sạn chở nhựa luôn, chở nhựa nữa đem xuống nữa. Rồi nó mua là Phật trọng viên. Thằng này gửi bảy phủ là đạo năm, biết không? Nó mua là Phật trọng viên, nó bắn cơm chay. Nghỉ rồi, chữa sạn đi chở nữa. Chưa ăn được nè, chưa ăn mà chở nữa rồi. Bánh bò với xôi. Chạy ra đảo. Oh.